Xin chào các em, cô sẽ đồng hành với các em trong bộ môn toán 6, sách giáo khoa mới cánh diều. Chương 1, số tự nhiên, bài 1, tập hợp. Ở bài này chúng ta sẽ học 2 tiết. Như vậy thì tập hợp là gì? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu vào nội dung chính của bài học. Các em hãy quan sát hình ảnh. Bên trái là các con tem được sưu tập theo chủ đề các loài hoa. Bên phải là các con tem được sưu tập theo chủ đề các loài bướm. Ngoài hai chủ đề hoa và bướm này, thì em hãy lấy ví dụ về một vài chủ đề sưu tập tem khác mà em biết. Có thể là chủ đề cây cỏ, hoặc là con người, hoặc là các di sản thế giới. Thì việc sưu tập các con tem theo từng chủ đề như vậy trong toán học được gọi là tập hợp. Để hiểu rõ hơn về tập hợp, chúng ta sẽ bước vào phần 1 nhỏ, một số ví dụ về tập hợp. Các em hãy quan sát hình ảnh. Đây là chiếc đồng hồ. Trên mặt chiếc đồng hồ có các chữ số từ 1 đến 12. Thì các chữ số này sẽ thuộc vào một tập hợp, đó là tập hợp các số trên mặt đồng hồ. Một ví dụ khác nữa đó là tập hợp học sinh lớp 6A2. Tập hợp các quả trứng trong khay. Ngoài những ví dụ nêu trên, em hãy nêu một vài ví dụ khác về tập hợp. Đó có thể là những đồ dùng học tập hay các màu sắc. Như vậy, việc sắp xếp theo từng chủ đề trong toán học gọi đó là tập hợp. Tiếp theo, chúng ta sẽ bước vào phần 2 nhỏ, ký hiệu và cách viết tập hợp. Như vậy thì để viết được tập hợp, người ta thường dùng các chữ cái in hoa để đặt tên cho các tập hợp. Ví dụ, tập hợp A gồm các số tự nhiên nhỏ hơn 5, thì ta sẽ viết A là chữ cái in hoa bằng mở ngoặc nhọn ra, đó là các chữ số tự nhiên nhỏ hơn 5, 0, 1, 2, 3, 4 và đóng ngoặc nhọn lại. A được gọi là tập hợp, thì các số 0, 1, 2, 3, 4 được gọi là các phần tử của tập hợp A. Đây là kiến thức trọng tâm của bài học các em cần phải ghi nhớ. Có một vài lưu ý về cách viết tập hợp. Các phần tử của tập hợp sẽ được viết trong hai dấu ngoặc nhọn. Và các phần tử sẽ cách nhau bởi dấu chấm phẩy. Mỗi phần tử được liệt kê chỉ một lần và thứ tự liệt kê tùy ý. Ví dụ 1, cho tập hợp M, bóng bàn, bóng đá, cầu lông, bóng rổ, hãy đọc tên các phần tử của tập hợp đó. Như vậy thì các phần tử của tập hợp được viết trong dấu ngoặc nhọn và cách nhau bởi dấu chấm phẩy. Như vậy thì các phần tử của tập hợp M ở đây là bóng bàn, bóng đá, cầu lông và bóng rổ. Vận dụng kiến thức về cách viết tập hợp, các em hãy cùng làm luyện tập 1. Viết tập hợp A gồm các số tự nhiên lẻ nhỏ hơn 10. Thì chúng ta sẽ viết A là chữ cái in hoa bằng mở ngoặc nhọn. Các chữ số lẻ nhỏ hơn 10 thì bắt đầu là 1, 3, 5, 7, 9, đóng ngoặc nhọn lại. Và các phần tử của tập hợp phải cách nhau bởi dấu chấm phẩy. Phần 3 nhỏ, phần tử thuộc tập hợp. Cho tập hợp B gồm các phần tử 2, 3, 5, 7. Số 2 và số 4 có là phần tử của tập hợp B không? Ta quan sát tập hợp B có số 2. Vậy số 2 là phần tử của tập hợp B. Ta viết 2 thuộc B. Số 4 không là phần tử của tập hợp B. Ta viết 4 không thuộc B. Các em phải lưu ý về cách viết ký hiệu thuộc và không thuộc. Ký hiệu bên trái chúng ta đọc đó là thuộc, còn ký hiệu bên phải đọc là không thuộc. Các em cần ghi nhớ cách ký hiệu này để viết một phần tử thuộc vào tập hợp hay không thuộc vào tập hợp.
Ví dụ 2, cho tập hợp M gồm các chữ cái A, E, I, O, U. Phát biểu nào sau đây là đúng? Phát biểu 1, chữ A thuộc vòng M. Như vậy thì phát biểu 1 là đúng vì chữ A có trong tập hợp M. Phát biểu 2, chữ C thuộc vòng M là một phát biểu sai vì các phần tử của M không có chữ C. Phát biểu 3, E không thuộc vòng M. Chữ E có thuộc vào tập hợp M. Như vậy thì phát biểu 3 là sai. Phát biểu 4, G không thuộc vòng M. Thì chữ G không là phần tử của M nên phát biểu 4 là đúng. Như vậy thì cô nhắc lại đó là phát biểu 1 và 4 là phát biểu đúng. Luyện tập 2. Cho H là tập hợp gồm các tháng dương lịch có 30 ngày. Chọn ký hiệu thuộc, không thuộc thích hợp cho dấu hỏi chấm. Câu A. Tháng 2 như thế nào với tập hợp H? Tháng 2 là tháng có 28 hoặc 29 ngày. Như vậy tháng 2 không thuộc vào tập hợp H. Câu B. Tháng 4 có 30 ngày, như vậy tháng 4 thuộc vào tập hợp H. Tháng 12 là tháng có 31 ngày, như vậy thì tháng 12 không thuộc vào tập hợp H. Các em vào phần 4, cách cho một tập hợp. Quan sát các số được cho ở hình 2, gọi A là tập hợp các số đó. Hình 2 gồm các số 0, 2, 4, 6, 8. Câu A, liệt kê các phần tử của tập hợp A và viết tập hợp A. Các phần tử của tập hợp A là 0, 2, 4, 6, 8. Ta viết được tập hợp A bằng chữ cái in hoa. A bằng mở ngoặc nhọn 0, 2, 4, 6, 8 đóng ngoặc nhọn. Các phần tử phải cách nhau bởi dấu chấm phẩy. Câu B. Các phần tử của tập hợp A có tính chất chung nào? Các em hãy quan sát các số 0, 2, 4, 6, 8 có tính chất chung đó là các số tự nhiên chẵn nhỏ hơn 10, nên ta có thể viết A bằng mở ngoặc nhọn x sao cho. Cái dấu này các em sẽ đọc là sao cho hoặc là mà. X là số tự nhiên chẵn và x nhỏ hơn 10 đóng ngoặc nhọn. Như vậy có hai cách để cho một tập hợp, đó là liệt kê các phần tử của tập hợp. Cách thứ hai là chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp. Và đây cũng là nội dung chính của bài học các em cần ghi nhớ. Vận dụng hai cách để cho một tập hợp, các em hãy cùng làm một bài tập. Cho tập hợp B là các mùa trong năm. Viết tập hợp B bằng hai cách. Cách thứ nhất đó là liệt kê các phần tử của tập hợp. Như vậy trong một năm chúng ta có 4 mùa, đó là mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông. Ở cách viết này chúng ta cần phải lưu ý, muốn liệt kê được các phần tử thì các phần tử được đặt ở trong dấu ngoặc nhọn và chúng cách nhau bởi dấu chấm phẩy. Và cách thứ hai để viết được một tập hợp là chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp. Như vậy ở đây cô cũng có thể viết tập hợp B là các phần tử x sao cho x là các mùa trong năm. Và cách viết này các em cần lưu ý, đó là chúng ta vẫn đặt ở trong dấu ngoặc nhọn và có ký hiệu sao cho. Luyện tập 3. Cho tập hợp C là x sao cho x là số tự nhiên chia cho 3 dư 1 và x lớn hơn 3 nhỏ hơn 18. Hãy viết tập hợp C bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp. Có nghĩa là đề đã cho chúng ta tập hợp C dưới dạng chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử của tập hợp và yêu cầu chúng ta phải viết tập hợp C bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp. Như vậy thì chúng ta sẽ viết tập hợp C bằng cách liệt kê các phần tử là 4, 7, 10, 13 và 16. Tại sao tập hợp C lại bắt đầu bằng số 4?
Vì yêu cầu của tập hợp C này đó là x phải lớn hơn 3 và nhỏ hơn 18. Luyện tập 4. Viết tập hợp các chữ số xuất hiện trong số 2020. Như vậy thì qua bài luyện tập 4 này sẽ giúp các em củng cố lại được nội dung của bài học. Đó là cách viết một tập hợp thường được đặt tên bởi các chữ cái in hoa và các phần tử của tập hợp được đặt trong dấu ngoặc nhọn cách nhau bởi dấu chấm phẩy. Các phần tử của tập hợp chỉ được liệt kê một lần với thứ tự tùy ý. Như vậy, gọi D là tập hợp các chữ số xuất hiện trong số 2020, ta có D bằng mở ngoặc nhọn 0.2 và đóng ngoặc nhọn. Các em hãy vào phần bài tập. Bài 1, liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau. Câu A. A là tập hợp tên các hình trong hình 3. Như vậy thì các phần tử của tập hợp A là hình chữ nhật, hình vuông, hình bình hành, hình tam giác, hình thang. Câu B. B là tập hợp các chữ cái xuất hiện trong từ Nha Trang. Như vậy thì các phần tử của tập hợp B là các chữ cái N, H, A, T, R, G. Các em nhìn kỹ chữ Nha Trang có sự xuất hiện của chữ cái A 2 lần và chữ N 2 lần. Nhưng chúng ta chỉ cần liệt kê một lần ở một chữ cái là được rồi. Câu C. C là tập hợp tên các tháng của quý 2. Biết rằng một năm gồm 4 quý. Như vậy một năm thì gồm 12 tháng và chia thành 4 quý. Như vậy thì mỗi quý sẽ là 3 tháng. Có nghĩa là quý 1 sẽ là tháng 1, tháng 2, tháng 3. Quý 2 sẽ là các tháng 4, tháng 5, tháng 6. Quý 3 sẽ là các tháng 7, tháng 8, tháng 9. Và quý 4 là tháng 10, tháng 11, tháng 12. Như vậy thì các phần tử của tập hợp C có nghĩa là quý 2 là các tháng 4, tháng 5, tháng 6. Câu D. D là tập hợp tên các nốt nhạc có trong khuôn nhạc ở hình 4. Như vậy các em quan sát hình 4, chúng ta sẽ viết được các phần tử của tập hợp D là các nốt nhạc Đô, Rê, Mi, Fa, Sol, La, Si. Bài tập 2. Cho tập hợp A gồm các phần tử 11, 13, 17, 19 viết ký hiệu thuộc hoặc không thuộc thích hợp cho dấu hỏi chấm. Như vậy câu A 11 thuộc vào tập hợp A. Câu B 12 không thuộc vào tập hợp A. Câu C 14 không thuộc vào tập hợp A. Câu D 19 thuộc vào tập hợp A. Bài tập 3. Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp đó. Các em hãy quan sát 4 câu hỏi. Với bài tập 3 này có nghĩa là D đã cho chúng ta các tập hợp A, B, C, D dưới dạng chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử trong tập hợp. Yêu cầu chúng ta hãy viết các tập hợp đấy bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp. Ở bài tập 3 này, cô sẽ cho các em thời gian là 5 phút để làm bài. Các em cùng thực hiện bài tập vào vở.
Thời gian làm bài đã hết, các em hãy cùng quan sát đáp án của cô. Đáp án của bài tập 3 là... Các em hãy cùng kiểm tra lại xem bài làm của mình đã đúng hay chưa. Nếu chưa thì hãy sửa bài vào vở. Ở bài tập này chúng ta cần phải biết được cái cách viết tập hợp bằng cách liệt kê. Tên tập hợp là các chữ cái in hoa và các phần tử được đặt trong dấu ngoặc nhọn cách nhau bởi dấu chấm phẩy. Bài tập 4. Viết mỗi tập hợp sau bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó. Các em hãy cùng quan sát 4 câu hỏi. Ở bài tập 4 này, đề đã cho chúng ta các tập hợp A, B, C, D dưới dạng liệt kê các phần tử, yêu cầu các em vận dụng kiến thức vừa học để có thể viết các tập hợp này dưới dạng chỉ ra tính chất đặc trưng của các tập hợp đó. Ở bài tập 4, cô cho các em thời gian làm bài là 5 phút. Các em hãy làm bài vào vở. Thời gian làm bài đã hết, các em hãy cùng quan sát đáp án. Đáp án của bài tập 4 là... Các em hãy cùng quan sát đáp án của cô và sửa bài vào vở. Ở bài tập 4 này, chúng ta cần phải tìm ra được tính chất chung của các phần tử của tập hợp và viết chúng dưới dạng chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp. Các em hãy cùng chơi một trò chơi trắc nghiệm để chúng ta củng cố lại bài học ngày hôm nay. Câu 1. Cách viết tập hợp nào sau đây là đúng? Các em hãy cùng quan sát vào các đáp án. Như vậy thì câu trả lời đúng của chúng ta nằm ở đáp án C. Vì tên của tập hợp được viết bằng chữ cái in hoa và các phần tử được đặt trong dấu ngoặc nhọn và cách nhau bởi dấu chấm phẩy. Như vậy đáp án C là đáp án. Câu 2. Cho tập hợp B gồm các phần tử 2, 3, 4, 5. Chọn đáp án sai trong các đáp án sau. Các em hãy lưu ý chúng ta cần chọn một đáp án sai. Đó là đáp án B vì 6 không thuộc vào tập hợp B. Câu 3. Viết tập hợp B các chữ cái khác nhau trong cụm học sinh. Các em hãy quan sát các đáp án. Đáp án A, chúng ta thấy có sự lặp lại 2 lần ở chữ H là một đáp án sai. Ở câu B thì liệt kê thiếu chữ O. Ở đáp án C thì vẫn như đáp án A, chữ H được lặp lại 2 lần. Còn ở đáp án D, đó là liệt kê đầy đủ các chữ cái và không có sự lặp lại, nên là đáp án D là một đáp án. Câu 4. Viết tập hợp A, các số tự nhiên lớn hơn 5 và nhỏ hơn 10. Như vậy thì các số tự nhiên lớn hơn 5, nhỏ hơn 10 là 6, 7, 8, 9. Như vậy thì đáp án đúng là đáp án A. Câu 5. Viết tập hợp A gồm các phần tử 16, 17, 18, 19 dưới dạng chỉ ra tính chất đặc trưng. Các em hãy cùng quan sát các đáp án.
Như vậy thì các phần tử 16, 17, 18, 19 này có tính chất chung đó là các số tự nhiên lớn hơn 15 và nhỏ hơn 20. Như vậy thì đáp án đúng là đáp án A. Qua bài học này, các em cần ghi nhớ kiến thức trong bài. Đó là cách viết một tập hợp thường bằng chữ cái, in hoa. Các phần tử được đặt trong dấu ngoặc nhọn và khác nhau bởi dấu chấm phẩy. Một phần tử có thuộc hay không thuộc vào một tập hợp, chúng ta cần phải biết viết ký hiệu thuộc và không thuộc. Một nội dung chính nữa đó là chúng ta có hai cách để cho một tập hợp. Cách thứ nhất là liệt kê các phần tử của tập hợp. Cách thứ hai là chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp. Ngoài ra, các em cần phải làm bài tập trong sách bài tập và tự đọc tìm hiểu mục có thể em chưa biết, viết bài và làm bài đầy đủ, đọc trước bài tập hợp các số tự nhiên để chuẩn bị cho tiết học sau. Xin chào và chúc các em học tập tốt.